Bảo hiểm sẵn sàng. Thưa quý vị, nếu không may xảy ra hỏa hoạn tại nhà cao tầng thì bộ dây hạ chậm này sẽ là phương tiện cứu nạn và thoát nạn cho chúng ta. Và đây là một trong những kỹ năng chúng ta sẽ được học tập trong buổi trải nghiệm của ngày hôm nay. Thưa quý vị, dù đã được hướng dẫn rằng khi xuống thì sẽ phải hướng mặt vào tường này, tay và chân liên tục phải tiếp xúc với cả bề mặt tường để có thể tránh nguy hiểm và xây sát cho bản thân. Dù đây mới chỉ là diễn tập thôi, nhưng thật lòng khi tham gia vào trải nghiệm này, tôi khó lòng nào có thể thực hiện theo đúng những sự hướng dẫn của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Phần nhiều hoạt động thực hành về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mà người dân có thể trải nghiệm như giải vòi chữa cháy, dập tắt đám cháy bằng bình chữa cháy xách tay, di chuyển thoát nạn trong môi trường nhiều khói. Đặc biệt, người dân Hà Nội sẽ lần đầu tiên được giới thiệu tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Khi sự cố cháy nổ xảy ra trong khu dân cư, đèn cảnh báo sẽ phát tín hiệu tới hộ gia đình lân cận, giúp công tác cứu hộ trở nên nhanh chóng. Tính riêng trong sáng nay, có hơn 300 người dân, phần lớn là các em học sinh các cấp tiểu học và trung học cơ sở đến tham gia. Dự kiến trong chiều nay và ngày mai, hoạt động trải nghiệm phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn sẽ thu hút hàng nghìn người dân thủ đô. Hoạt động mỗi quý một lần của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm nâng cao kiến thức, ý thức cho người dân để có thể áp dụng thực tế khi xảy ra hỏa hoạn. Từ đó có sự cảm thông, chia sẻ, tham gia tích cực hỗ trợ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.